Trong ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và tình hình quý 1 của năm 2024. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá năm 2024 đã đi qua quý đầu tiên. Trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến mới, phát triển kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và toàn diện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, công tác văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội có những điểm sáng, công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, công tác đối ngoại được đẩy mạnh, kết quả đáng phấn khởi. Cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những thách thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2024, tình hình thực hiện nghị quyết số 01, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện nghị quyết số 110 năm 2023 của Quốc hội. Đặc biệt, phân tích tình hình, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 4, cho quý 2 và cho thời gian tới. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 tiếp tục phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng GDP quý 1 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của quý 1 kể từ năm 2020 đến nay. Một số địa phương có mức tăng trưởng quý 1 cao như Bắc Giang 14,2%, Thanh Hóa 13,2%, Quảng Ninh 8,9%, Thành phố Hồ Chí Minh 6,54% và Hải Phòng 9,3%. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát, tỷ giá là vấn đề cần quan tâm. Thị trường tài chính, tiền tệ, hệ thống ngân hàng còn tiềm ẩn rủi ro. Nhiều dự án cao tốc, đường giao thông trọng điểm, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam bị thiếu cát, sàn lấp nền, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tại phiên họp, các đại biểu sẽ thảo luận và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Truyền hình Thông tấn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp trong những bản tin sau.